Shinjin Ho. Đi chuyển khá chính xác. Kang Sang Woo. Là cao thủ Pohang Steeler. Dứt điểm. Rất đẹp mắt, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Pohang Steeler. Có lẽ đó là một dấu chấm trong trận đấu này đối với các cầu thủ Ratchaburi. Mọi thứ có lẽ đã giải quyết sau cú dứt điểm vừa rồi. Cú đá của Im Sang Hyo. Cú đá rất đẹp mắt với một tình huống đi bóng từ biên và xông vào trong. Và ghi bàn rất đẹp mắt của cầu thủ Mao số 17. Anh không cho thủ thành Kampong Pathom Athakun bất kỳ một cơ hội nào với cú đá vừa rồi.